Đảo Java của Indonesia đang chìm dần, anh Abdul Hadi luôn phải dành dụm tiền để nâng nền ngôi nhà vì nhà anh nằm dưới mực nước biển. Nhà tôi luôn bị ngập lụt vì thấp hơn mặt đường. Nhà của anh Hadi hiện giờ thấp hơn một nửa chiều cao ban đầu và tệ hơn, nơi anh ở hay có thủy triều dâng cao gây lũ lụt. Nhưng đối với Hadi, một người dân có thu nhập thấp và nhiều người khác như anh ta, việc tái định cư không hề đơn giản. Chúng tôi không thể chuyển đi nơi khác vì lý do kinh tế, nên dù có lũ do thủy triều thì chúng tôi vẫn ở lại. Hadi và cộng đồng đổ lỗi cho biến đổi khí hậu và các hành động hủy hoại môi trường đã gây ra lũ lụt. Tuy nhiên, Indonesia là một quần đảo gồm hàng ngàn hòn đảo, điều đó khiến quốc gia này dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Indonesia cũng là nước có một phần năm rừng ngập mặn trên thế giới giúp ngăn chặn thủy triều, nhưng các cộng đồng ven biển đã chặt phá rừng trong nhiều năm để làm trang trại nuôi cá và ruộng lúa bờ biển nay đã hoàn toàn chìm dưới nước, nơi ngày xưa là rừng ngập mặn. Thủ đô Jakarta của Indonesia cũng nằm trên đảo Java. Hai phần năm của thành phố hiện nằm dưới mực nước biển và rất dễ bị ngập lụt. Giải pháp hiện tại mà chính quyền Indonesia đưa ra là dời thủ đô đến đảo Borneo.